Điểm tin Việt Nam vào ngày 13 tháng 2 năm 2020 Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 EU thông qua EVFTA bất chấp cảnh báo của giới nhân quyền và xã hội dân sự Mỹ thay đổi chính sách rút lại ưu đãi cho Việt Nam Và sau đây là bản tin chi tiết Cập nhật về tình hình dịch bệnh coronavirus với tên gọi chính thức là COVID-19 Số liệu đã khiến cho nhiều người phải giật mình bởi số ca nhiễm COVID-19 mới tăng gấp 9 lần số ca tử vong cũng tăng gần gấp 3 lần. Số người chết và nhiễm bệnh đã tăng lên 60.063 người nhiễm bệnh và 1.363 người chết. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam thì tại tỉnh Vĩnh Phúc sẽ cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi với hơn 10.000 dân không được ra khỏi xã. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên cho biết sẽ cách ly người dân xã Sơn Lôi trong khoảng thời gian 20 ngày từ 13 tháng 2 đến 3 tháng 3 để khoanh vùng và dập dịch. Xã Sơn Lôi có khoảng 2.800 hộ dân với hơn 10.000 nhân khẩu sẽ bị cách ly. Mỗi người sẽ được nhận hỗ trợ là 40.000 đồng một ngày đối với diện cách ly tại nhà và 60.000 đồng một ngày đối với trường hợp cách ly tại trung tâm y tế. Trước đó, thì huyện Bình Xuyên đã lập 8 chốt bao gồm lực lượng chức năng của xã và huyện để nhằm kiểm tra, giám sát người ra vào các vùng đã phát hiện dịch. Tính ra đến ngày hôm nay, thì tổng số trường hợp được theo dõi nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 373 người. Trong đó, thì số trường hợp dương tính là 10 trường hợp. Một việc khác đang gây ra nhiều tranh cãi là khi truyền thông trong nước lan tin vào ngày 12 tháng 2, là Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn khẩn gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội để yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh quay lại trường từ ngày 17 tháng 2. Ngày 12 tháng 2, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh đã ký công văn khẩn gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do dịch Covid-19 trong trường học. Mà theo đó thì Sở Y tế thông báo sẽ thực hiện đóng cửa tạm thời lớp học trong trường hợp có từ 2 trẻ trở lên mắc bệnh trong vòng 7 ngày và kết quả khảo sát dịch tễ cho thấy có khả năng lây lan. Nhận được thông tin này thì nhiều phản ứng trên mạng xã hội là yêu cầu vẫn đóng cửa trường học cho tới khi đã kiểm soát được dịch bệnh. Có những câu hỏi được đặt ra như hai lớp có học sinh bị nhiễm và bị nhiễm dây chuyền thì lúc đó sẽ kiểm soát. Dạy học online có được hay không? Có thể lùi chương trình học không? phụ huynh cũng sẽ tự cho con mình nghĩ nếu trường mở cửa lại. Trước tình hình lây nhiễm nghiêm trọng này, thì thiết nghĩ tính mạng an toàn của con trẻ phải là trên hết. Theo đài CNN đưa tin cho hay, Mỹ đã phát hiện thêm một trường hợp mới bị nhiễm COVID-19 tại Nam California. Đây là trường hợp được xác nhận thứ 14 ở Mỹ và thứ 8 ở California. Bang Georgia của Mỹ đã có 200 người tự cách ly khi trở về từ Trung Quốc dưới sự giám sát của Bộ Y tế Công cộng Georgia, để theo dõi dịch bệnh corona, chủng mới COVID-19. Chính quyền đã cho biết vào hôm 11 tháng 2 rằng không ai trong số 200 các cư dân này có các triệu chứng gây nhiễm COVID-19 hay đã đến Vũ Hán. Họ tự cô lập vì có đến các vùng khác của đất nước Trung Quốc, nơi mà virus đang lây lan nhanh chóng. Hãng hàng không United Airlines của Mỹ đã cho biết họ gia hạn tạm dừng các chuyến bay đến Trung Quốc và Hồng Kông cho đến tháng 4. Hãng Delta và American Airlines là hai trong số các hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, cũng đã hủy các chuyến bay. Cũng tin có liên quan, theo đài KCNA cho hay, chưa có trường hợp nào được phát hiện ở Bắc Triều Tiên và không rõ là quốc gia này có thể tránh được virus như thế nào, khi mà mỗi quốc gia xung quanh đều có người bị nhiễm bệnh. Bình dưỡng hoặc là rất may mắn, hoặc là đang gặt hái một trong số ít lợi ích của việc được gọi là quốc gia ẩn dật. Xin được chuyển sang phần tin khác. Vào ngày 12 tháng 2, thì Nghị viện châu Âu đã thông qua hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) tại thành phố Strasbourg của Đức Pháp với 401 phiếu thuận và 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. EVFTA gồm hai hiệp định: Hiệp định thương mại EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA), được miêu tả là một thỏa thuận thương mại đầy tham vọng và hiện đại nhất từng được ký kết giữa EU và một quốc gia đang phát triển. VFTA bao gồm các quy định có tính ràng buộc về khí hậu và sẽ dần dà tháo gỡ hàng rào thuế quan giữa hai bên. Trong 10 năm tới, khoảng 99% thuế hàng xuất khẩu của cả hai phía sẽ được cắt giảm. Những người ủng hộ cho VFTA nói rằng, thỏa thuận này là một công cụ giúp cho bảo vệ môi trường và duy trì các tiến bộ xã hội tại Việt Nam. Mục tiêu nhắm đến của VFTA là loại bỏ tất cả thuế quan, đánh trên hàng hóa giữa hai bên, trong khi cổ vũ cho việc tôn trọng nhân quyền, quyền của người lao động và bảo vệ môi trường. Hiện thì Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU ở ASEAN, chỉ sau Singapore. Kim ngạch thương mại hai triệu một năm đạt khoảng 47 tỷ euro. Theo thông báo của đại diện thương mại Mỹ, USTR vào hôm 10 tháng 2, thì Mỹ đã cắt ngắn danh sách riêng về các nước đang phát triển và kém phát triển nhất. Chính phủ đang sửa đổi một quy định quan trọng về miễn trừ trong luật phòng vệ thương mại của Mỹ để Mỹ dễ dàng xử phạt hơn đối với khoảng 20 nền kinh tế lâu nay được xem là đang phát triển, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Ấn Độ và Singapore. Với động thái này, thì Mỹ hạ mức thấp chuẩn để kích hoạt điều tra về việc các quốc gia có làm hại các ngành công nghiệp của Mỹ bằng cách xuất khẩu hàng được trợ giá bất công hay không. Bằng hành động kể trên, thì Mỹ đã loại bỏ các ưu đãi đặc biệt dành cho một loạt các nền kinh tế tự nhận là đang phát triển, bao gồm Việt Nam. Động thái này cũng phản ánh sự bất bình của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump về việc các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn được phép nhận các ưu đãi thương mại với tư cách là các nước quốc gia đang phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới. Kính thưa quý vị, để theo dõi các chương trình ngoài trang Facebook tin mừng cho người nghèo, thì xin mời quý vị vào trang Youtube chọn AMEN TV. Trong kênh AMEN TV có nhiều chuyên mục sẽ giúp cho quý vị dễ theo dõi chương trình. Và khi theo dõi, quý vị đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Quý vị cũng hãy nhớ bấm chuông để cập nhật thông tin mới nhất từ chương trình. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị một ngày bình an. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.